Alex Gay là một bản mod đang được bàn tán cực kỳ hot trên cộng đồng mod trong suốt thời gian vừa qua. Vậy nó có gì hot mà làm cho mọi người xôn xao đến như thế? Thì mời các bạn hãy xem video này. Alex Gay là một bản mod rất lớn, với rất nhiều nỗ lực được đầu tư vào giao diện của từng quần xã sinh vật mới. Mỗi quần xã đều chứa rất nhiều khối, vật phẩm, mod và cơ chế độc đáo khiến chúng trở nên khác biệt và trở thành điểm đáng đi đến để đi vào lòng đất. Tổng cộng gồm có 5 quần xã. Đầu tiên là hang tự tính, hang nguyên thủy, hang độc hại, vực sâu thẳm, thung lũng bỏ hoang. Mỗi quần xã đều có một màu sắc riêng biệt, nó sẽ khiến cho cuộc hành trình này cực kỳ hấp dẫn hơn. Mục tiêu của mình trong 100 ngày này là sinh tồn, để đi tìm hiểu khám phá 5 vùng hang động mới và thu thập tất cả các món đồ trong bản mod này. Và đây là 100 ngày Minecraft Alaska. À mà mấy ông biết tin gì chưa? Honkai Star Rail lại có update mới nữa đó. Cho mấy bạn nào chưa biết Honkai Star Rail là gì thì Honkai Star Rail là tựa game RPG vũ trụ kỳ ảo mới, đa nền tảng do HoYoverse, nhà phát triển của Genshin Impact sản xuất. Game miễn phí đa nền tảng, có thể chơi trên được PC, điện thoại và cả PlayStation. Người chơi còn có thể tìm kiếm trò chơi này trong các cửa hàng PS và trải nghiệm game luôn trên PS5. Hiện tại game đã có hơn 80 triệu lượt tải về trên toàn cầu, mặc dù game chỉ mới ra mắt chưa đến nửa năm. Không dừng lại ở đó, game vẫn tiếp tục phát triển, mang tới những nội dung mới cho người chơi. Mới đây nhất là phiên bản 1.5 với chủ đề kỳ chuyện đêm huyền ảo, và sẽ xuất hiện hai nhân vật năm sau mới có tên là Ho-Ho và Ozinti. Nhân vật mới đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đến chính là Ho-Ho. Trong cuộc hành trình bắt ma, nhà khai phá sẽ được gặp gỡ cô bé hồ tinh Loli Ho-Ho. Ho-Ho là một phán quan thực tập của Sở Hợp Vương, ngoại hình mỏng manh và vô cùng dễ thương luôn. Ho-Ho là nhân vật năm sao, thuộc tính phong và vận mệnh trù phú. Trong chiến đấu, Ho-Ho không chỉ có khả năng hồi phục và giải trừ hiệu ứng xấu cho đồng đội, mà cô còn có thể hồi năng lượng, gia tăng sức tấn công cho cả đội hình. Ho-Ho hứa hẹn sẽ là nhân vật hỗ trợ vô cùng hữu ích mà ai ai cũng nên sở hữu. Banner nhân vật của Ho-Ho sẽ khai mở từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12. Nhân vật mới tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là Ozinti. Anh chàng này sẽ xuất hiện ở nửa sau phiên bản 1.5. Ozinti là một kỵ sĩ đến từ đội kỵ sĩ đẹp hồn khiết. Anh ấy đúng là kiểu người anh chỉ đẹp khi im lặng, vì cứ hãy mở miệng ra nói lại thành trò cười. Trong game, Ozinti là nhân vật năm sao, thuộc tính vật lý và vận mệnh chi thức. Anh mang đến một lối chơi mới lạ, khi tùy kỹ có hai mức sát thương tùy thuộc lượng năng lượng sử dụng. Ozinti hứa hẹn là nhân vật sát thương chủ lực. Bên cạnh bộ kỹ năng đẹp mắt, banner Ozinti cùng cây chấn, khoảnh khắc nơi đáy mắt và ba nhân vật 4 sao re-up là Lin, Asta và Hanja sẽ ra mắt từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12. Ở phiên bản 1.5 tới, có rất nhiều sự kiện thú vị mà các bạn không nên bỏ lỡ qua, như là đi bắt ma cùng Runefen và Ho-Ho, thử thách bản thân, kiếm đồ với phụ bản mới và vũ trụ mô phỏng 8. Và đặc biệt là cô nàng sói bạc cực kỳ được yêu thích cũng sẽ quay trở lại. Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như là đăng nhập nhận 10 vé quay đặc biệt. Và một phần không thể thiếu ở những bản cập nhật mới đó chính là Rip Code. Các bạn hãy nhập hai Rip Code này để được nhận những phần quà hấp dẫn nha. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tải game ngay về máy? Và link tải game mình sẽ để ở dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng tải xuống. Để bắt đầu một cách nhanh chóng và không bị nhàm chán thì mình sẽ... Ồ, tìm thấy luôn rồi nè. Đây là một cái tàn tích kiến trúc sẽ cho mình những manh mối để đi đến những cái quần xã hang động mới đó. Mình sẽ vừa chơi và vừa review hướng dẫn mod này luôn, để cho mấy bạn đỡ bỡ ngỡ. Những cái underground cabin này mình sẽ gọi nó là tàn tích kiến trúc đi, để cho nó dễ gọi. Và những cái này nó thường nằm trong những cái hang. Trong lúc mình chơi thì mình thường xuyên thấy luôn, chứ nó không có hiếm gì cả. Cứ đi vòng vòng một hồi trong mấy cái hang là sẽ thấy à. Ở đây nó có sẵn luôn một cái giường cho mình. Bên trong hùng có nhiều giấy trắng và 10 cái cây tablet với một cuốn sách hướng dẫn về những hang động mới này. Ok, giờ chúng ta quay lại với phần review. Tổng cộng chúng ta có 5 cái hang động mới, tương đương với 5 cái bản hang động này. Mà mấy ông để ý kỹ là có thể thấy được là 5 cái này nó có 5 màu khác nhau. Và màu tím tượng trưng cho hang tự tính, màu vàng tượng trưng cho hang nguyên thủy, màu xanh lá tượng trưng cho hang độc hại, màu xanh biển tượng trưng cho vực sâu thẳm, và cuối cùng là màu nâu tượng trưng cho hung lũng bỏ hoang. Cuốn sách này hướng dẫn tất tần tật toàn bộ hướng dẫn về quá trình mình đi đến đó, nên mình cứ bám sát vào nó là ok. Dưới đây nó có để sẵn luôn cái bàn giải mã, nên mình chỉ cần đặt cái khay tablet vào là cái bản hang động á, với thêm một tờ giấy nữa rồi bắt đầu dò giải đố. Nó cho mình 5 lần dò đúng cái chữ yêu cầu trên đây, nếu không là cái bản hang động này nó sẽ tự vỡ, coi như là tự hủy đó. Nói thật lúc đầu là mình nhìn mình chả hiểu cái con mợ gì cả, nhìn đúng ngu luôn, nhìn nó ảo ma lắm nha. Nhìn bấm dò dò đại một hồi thì vỡ luôn một miếng. Nó có nguyên cái bản chữ cổ đại trên này, là mình muốn dò thì mình phải nhấp vào cái chữ đó, rồi mình lia cái kính lúp vô thì mới thấy được cái chữ. Đến cái miếng thứ ba tôi dò khơi khơi đón mò thì cũng dính được một cái. Mặc dù là lúc này tôi vẫn chưa hiểu nó là cái quần què gì, tôi quạ quá tôi bấm lia lịa vào liên tục, thế là vỡ tan tành tan nát hết. Rồi tôi liền ngủ một giấc cho qua ngày hôm sau.
Dưới nhà này có luôn cái lò nung siêu tốc nên mình cũng bới theo luôn. Không chỉ có lò nung mà có luôn hai khói than nữa nè. Giai đoạn này thì nó sẽ giúp mình làm đuốc đi mai là chính. Tranh thủ mình đi tìm thêm sắt và bê một anh bạn da đen côn đồ trên con đò. Xui quá đi khi ảnh không gớt cả ngọc. Có đủ sắt thì mình làm ngay luôn một bộ giáp để đảm bảo an toàn tính mạng hơn. Còn mình tiến sâu xuống đáy xã hội để tìm kim cương. Và cũng tranh thủ tìm luôn mấy ông năm nổ để mà xin tí hút súng. Lúc này mấy ông nào hiểu vấn đề là tôi sang Reaper kiếm hút súng để làm gì thì mấy ông đó là dân VIP rồi, sinh tồn MC rồi đó. May đây là mình đang ở trong một cái hang tươi tốt nên gỗ không sợ thiếu. Chỉ cần một xương thôi là có thể giải quyết cái vấn đề này. Ai sẽ là người đầu tiên được tôi múc vào xô đây? Tiến đến nơi có lava, mình liền đổ rồi múc cho đến khi nó thành một cái cổng. Mà tôi quên mất là còn thiếu đá lửa để chế tạo ra cái đồ bật lửa. Trời ơi, tin được không? Đào một phát ra luôn cái đá lửa nè. Chắc đây là tín hiệu của vũ trụ rồi. Mình kích hoạt cổng và tiến xuống địa ngục ngục. Cánh cổng của mình xuất hiện ở khu vực rừng nấm đỏ. Và cũng là điều mình mong muốn nữa là vì mình hết thức ăn rồi. Tụi hút lên sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để lấp đầy cái dạ dày cho mình. Dạo quanh một hồi thì mình cũng đã tìm được cái pháo đài heo. Mình nhanh chóng chôm hết số vàng, tiến lên trên để lấy luôn những cái rương. Dùng hết số vàng đó để trao đổi với tụi heo để lấy ngọc Ender. Rồi quay ra lại bên ngoài để mà thịt heo nướng địa ngục muối ớt. Đi xuyên qua hết rừng nấm đỏ thì mình nhìn thấy một cái pháo đài địa ngục. Mục tiêu chính của mình ở cái pháo đài này là những con quỷ lửa và búa Nether để dùng pha chế thuốc hoặc là chế tạo mắt đi đánh rồng. Quay lại Overworld, mình đi theo hướng chỉ dẫn của mắt, tranh thủ làm tí gỗ và chế thêm vài thứ như là một cây cung để tấn công từ xa. Và không thể không kể đến việc đi kiếm thêm thịt để bỏ vô bụng. Mình đi đến đâu là có án mạng đến đó. Tụi heo tụi bò chỉ biết khóc trong lòng một chút. Khu vực Savannah là nơi cuối cùng con mắt chịu hứng xuống mặt đất. Xuống đây rồi mình liền đi tìm khu hư viện và set up tất cả mọi thứ ở chỗ này, kể cả việc lưu vị trí giường ngủ lại để biến về sau khi mà mình đã đánh bại rồng Ender. Để mình giải hết rõ hơn về cách chơi của mình, đó là tận dụng con rồng Ender, là từ việc giết con rồng Ender kết thúc nó để mà kiếm kinh nghiệm. Và sau đó quay về ngay thư viện này để mà tạo ra một cái bàn phù phép để nâng cấp giáp mạnh hơn và trâu bò hơn nữa. Rồi mới dám đi khám phá đến những vùng nguy hiểm hơn. À còn cái cánh cứng nữa, phải lấy cái cánh cứng bay đi cho nó nhanh hơn chứ. Nếu các bạn đã xem series 1000 ngày sinh tồn của mình thì coi những ngày đầu là biết liền à. Y chang cái kiểu speedrun luôn, nhưng mà không phải đánh rồng là xong. Đó là cách chơi của mình khi sinh tồn, nhanh, gọn lẹ, đơn giản và cực kỳ giàu có một cách nhanh chóng. Mà tôi khuyên thật sự là mấy ông đừng đánh mấy con cá chà bặt này nha. Bỏ qua chạy vô cổng luôn đi. Đánh có con cái mà nó kéo cả dòng họ ra nó dí. Rồng Ender cũng chỉ là con thằn lằn có cánh mà thôi. Có gì đâu cần phải lo. Lo là lo cái tuổi Enderman nè. Lỡ liếc mắt nhìn phát là nó đấm liền. Trên đường đi mà mình thấy được mấy quả bí ngô là ngon rồi. Cắt đội lên đầu là xong. Khỏi lo gì tụi này nữa. Tôi định lắp cổng lại để tránh kinh nghiệm nó lọt vào. Nhưng mà tôi quên mất là cái cổng này nó có thể reset. Thế thì cũng như không. 62 kinh nghiệm với quả trứng là thứ tôi nhặt được sau khi khiêu được con rồng. Cái NCT đầu tiên là cái khó tìm nhất, là vì nó xa cái chỗ mình xuất hiện cực. Mình đã nuốt 3-4 miếng thịt gì rồi thì mới tìm thấy nó. Một con, rồi hai con, ba con, bốn con, rồi năm con. Tranh thủ lấy vỏ của bọn này để mà làm hộp su cơ chứa đồ nữa. Có cánh cứng, có giáp kim cương và rất nhiều kim cương nữa. Đúng là một nơi đáng đi đến, chứ không đáng sống. Xui cho mình là mình không tìm thấy được cái cuốc kim cương có độ mềm mại, nên mình đạo đại luôn cái rương Ender này để mình lấy 8 cục nước đá. Rồi 16 cục, 24 cục. Mấy ông nào mà bình luận hỏi pháo hoa ở đâu ra thì tôi cũng chịu. Tự ông nông nổ chứ ở đâu nữa. Đi cho đến khi còn hai miếng thịt cuối cùng thì tôi đã tìm thấy cái thứ hai, mà vẫn không có nổi một cái cuốc mềm mại để đào rương Ender. Thế thì toan rồi. Định đi kiếm thêm một cái nữa đó, vì mình đã có cái đống cho rết để ăn. Đầu hai kiếp sau ăn vẫn không hết. Nhưng mà cái cổng biến về nó xuất hiện ngay trước mắt mình luôn rồi. Nó mời gọi mình. Cái cổng nó nhiệt tình với mình quá nên mình cũng quay về. Do là mình đã cắt hết đồ trong rương Ender nên mình lại tiếp tục tạo cổng Ender để mình đi xuống dưới. Và nó nằm ngay chân luôn nè. Ui là trời, may mắn dữ vậy sao. Xin nhẹ một cái que rồi quay về nha. Trời độ. Nhưng mà lúc quay về thì trời hết độ tôi. Rõ ràng là tôi đi ở dưới mà tôi lại xuất hiện ở trên. What the hell. Tối rồi mà game nó hành kiểu này chắc chết. May là mình không có não cá vàng nên mình vẫn nhớ cái lỗ mình đào xuống. Ngủ qua ngày hôm sau thì mình chế ngay cái bàn phù phép và đặt xung quanh kệ sách trong thư viện. Đặt thêm một kệ nữa là đủ 30 luôn rồi nè. Do là không có lưu ly phù phép nên tôi phải quay lại đáy xã hội để mà tìm. Thì trong lúc tìm, mình cũng tìm được những khu cabin. Trong hùng lần này là có bảng màu nâu. Khi dò cái bảng màu nâu này sẽ được bản đồ dẫn đến thung lũng bỏ hoang. Mình cũng thử dò lại đó nhưng mà mình cũng thấy không ổn cho lắm, nên mình đành cắt bỏ vào túi. Chôm luôn cái bàn về để mà tìm hiểu học hỏi sao. Lúc tìm được bãi hạch anh tím thì cũng có một cái cabin kế bên nữa. Lần này là màu vàng, tượng trưng cho hang nguyên thủy. Đến cái lúc sửa chữa phụ phép các kiểu là khoai hơn là khoái lắm. Tại vì 50-50 hên xui à. Và tôi phụ phép được hai quả kiếm ngon vãi linh hồn. Một cây thì sắc bén 4 quét cảnh 3, cây còn lại thì cũng sắc bén 4 chậm hỏng 3 và thêm nhặt 3 nữa. Ui là trời, ép vào với nhau nữa chí mạng.
Su cái là cung nó chỉ được sức mạnh 5 với lửa thôi, không có tìm được dòng vô hạn với trầm hỏng mới chết đó chứ. Giáp gì thì cũng đã phù phép sửa chữa ok hết rồi, nên mình đem lên thớt trang trí cho nó độc lạ bình minh vô tận. Kim cương mình cũng không biết phối khoáng sản màu nào cho nó đẹp nữa, nên mình phối đại luôn. Và xin chào bà con, tôi là siêu nhân Điện Quang kết hợp với siêu nhân Cùng Phong và siêu nhân Kamen Rider. Chuẩn bị xong xuôi hết thì mình get go lên đường đi tìm thêm những bản màu hang động còn lại cho đủ bộ. Lấy hay sau một ngày trời thì mình cũng đã tìm được, và tìm được những bản màu nâu. Gần đó luôn có một cái nữa, nó là màu xanh lá. Xuống cái nữa là mình quên record. Thế nó chết dở không ấy chứ, vừa record mà quên record á. Lặn lội trong hang tìm thêm nửa tiếng nữa thì mình cũng đã tìm luôn được cái màu xanh nước biển. Khi đã có đủ 5 miếng, mình bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cách dò cái bảng chữ cổ này. Sau đó mình ngồi nhìn và nhìn liệt kê ra một hồi thì đây rồi, hiểu rồi, biết cách giải rồi nhá. Tôi nói ra thì mấy ông cũng hơi khó hiểu lắm, nên đây là cái bảng chữ cái cho những con người tiền sử. Cái bảng này là do mình viết ra trong lúc mình edit luôn. Ai mà có chơi bản mod này mà không biết cách giải thì nhìn vào cái bảng này là ok ngay. Tôi vẽ xấu lắm nha, gán mà nhìn á, chứ tôi có thù với nghệ thuật á. Và đây là cuốn đầu tiên dẫn đến thung lũng bỏ hoang. Cuốn thứ hai dẫn đến hang axit. Cuốn thứ ba là đến hang nguyên thủy. Cuốn thứ tư là đến vực sâu thẳm. Và bước cuối cùng để dẫn đi đến đó là mình phải chế tạo cái cuộn giấy này với những tờ giấy xung quanh như là một tấm bản đồ. Và tấm bản đồ này nó sẽ load một hồi rồi nó tìm ra tọa độ chính xác để dẫn mình đi đến đó. Kiểm tra kỹ là một hồi thì mình thấy hiếu hiếu gì đó. Thì ra là chỉ có 4 tấm à, thì xém mé mình quên mất luôn cái thứ 5, đó là cái hang từ tính. Sau 5 phút trôi qua tôi vẫn đang suy nghĩ là tôi nên đi cái hang nào trước để cho an toàn. Thì mình chọn ngay luôn đó là cái hang độc, hang axit, hang chứa bom nguyên tử. Và trên đường đi mình cũng tranh thủ phải ghé qua để bới hết đàn bò đàn heo của bà mẹ thiên nhiên. Và mình tiếp tục bay đi thì mũi tên nó cũng đã di chuyển trên tấm bản đồ. Đi vào lòng đất mình đã nhìn thấy, lại gần thì mới phát hiện ra đây là một cái hang nguyên thủy, hang khủng long. Thế là tấm bản đồ này nó treo đồ dê bán thịt chó rồi. Ở đây mình nhìn thấy có nguyên một bãi hổ phách, là nhựa cây đã hóa đá từ nhiều triệu năm về trước, và có luôn cả đèn hổ phách nằm bên trong nữa nè. Khi phá hổ phách nó còn gớt ra những cục nhỏ như có chứa một con muỗi ở bên trong đó. Thì mình nghĩ là sắp được hồi sinh khủng long rồi. Đào hẳn sâu vào trong thì mình nghe tiếng trên đầu có bước chân của một con gì đó, nó tạo ra rất lớn, nó đi làm rung cả mặt đất. Còn cái tiếng bước chân đó dần dần xa đi. Nếu mình đào ra ngoài thì hết cả hồn khi phát hiện ra một hệ sinh thái cực kỳ phong phú sống động nằm sâu dưới đáy xã hội này. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với hang nguyên thủy, nơi sinh sống của những loài cổ đại to lớn nhất hành tinh, mà chúng ta thường gọi những cá thể đó là khủng long. Cái tiếng chân hồi nãy là con T-Rex đó mấy ông, được mệnh danh là khủng long bảo chúa, chúa tể tay tèo. Mình thấy khi mà con T-Rex nó gầm lên là bọn Velociraptor chảy té khói liền. Tiếng gầm T-Rex nó quá trời uy lực luôn mà. Mà mấy ông nhìn quả hang này xem, nó đỉnh cao thật sự. Và nhìn đằng xa xa kia nữa là bọn Pteranodon, thằng lằn sắm. Rồi bọn Velociraptor từ từ nó càng ngày nó càng tiếp cận lại gần mình. Thì mình thấy không khoai rồi, mình ra tay trước liền. Thì cái bọn này nó bật chế độ sát thủ lao lên nó tấn công mình. Với cái kiếm kim cương sắc bán năm này thì tụi nó cũng tủi tôm tủi tép với mình. Nhưng mà tụi này chẳng gớt ra được gì sau khi mà đã hẹo. Khám phá xung quanh ở đây mình thấy nó có rất nhiều loại cây cổ đại, như là cây dừa, cây ăn thịt. Rồi mình tiếp cận được cái ổ của một con hằng lằn sắm và thấy vài quả trứng ở trên đây. Cũng định chôm đó, nhưng mà su là cần phải có cú mềm mại. Cái trứng này nó như là cái trứng gùa vậy á. Rồi một lần nữa, mình lại bị bọn Velociraptor nó dí. Và mình không làm gì nó cả, nó lại dí sát vào mặt mình. Rồi nó dùng hít độc công vào cái khiên. Thế là thách thức khiêu chiến rồi còn gì nữa. Cái bọn này. Dưới những hồ nước này, mình tìm thấy được những con gì đó rất lạ. Nó như là một con sam hoặc là con tôm có càng phiên bản cổ đại vậy. Và khi mình bên bọn này hẹo thì nó gớt ra thịt. Và thịt của bọn này mình tìm hiểu là có thể dùng để hồng phục hằng lằn sắm Pteranodon. Đi ra tuốt ngoài tận rìa hang, mình có tìm được một cái khói tên là Amber Monolite. Nó sẽ hiện ở trong cái khói đó ra những con khủng long bất kỳ. Khói này dùng trang trí là hơi bị xịn đó ngang. Mình quay lại, mình hướng đi vào trong hang thì mình lại gặp bộ Velociraptor nó dí ra sao. Mình né từ từ bọn nó, trốn tránh tụi nó thì mình tìm được một cái kiến trúc nhỏ gần đó. Và thấy dưới này cũng có khu bỏ hoang luôn à. Độc lạ vãi nồi. Và rồi lại thêm một lần nữa, trận chiến giữa người và khủng long nổ ra. Vào trong cái kiến trúc này mình mới thấy được nó là một cái nhà của ai đó. Khi mà trong đây mình thấy có lửa trại đã bị dập tắt, với những ký hiệu lạ nằm đầy ở trên tường. Trong rương thì có rất nhiều món đồ mới lạ, nên thật là khó để mà review hết cho mấy ông nghe. Mình quay ra ngoài, mình chặt tí gỗ bia quen, gọi dễ nghe hơn là gỗ cổ đại.
Và mình cũng bế luôn những cây dừa là vì nó cũng là một trong những thứ mình cần để chế tạo. Thì mình lại nghe tiếng gầm gú liên tục của con T-Rex. Nó càng ngày nó càng gần hơn. Bây giờ các bạn có thể cảm nhận được một con T-Rex nó đang di chuyển sát gần bạn là như nào. Mod này nó làm chân thật quá mức cho phép rồi. Rung màn hình các kiểu kinh khủng thật. Cái thằng làm mod mà cho nó đánh hơi được nữa chắc là trốn trong nhà cũng coi như bỏ. Khi con T-Rex nó đã đi chỗ khác, mình liền chế ngay vài cây giáo đá. Đây là vũ khí của người tối cổ khi đi săn bắt. Cây này phóng tới gây đam rồi mà mình vẫn có thể lượm lại được. Nhưng mà mình phóng tụi Velociraptor này như là mũi đốt inox vậy. Phóng kiểu này miết có khi mình nằm trong bụng nó luôn rồi. Tiếp đến là review thịt khủng long. Nó sẽ thay đổi với hình dạng số lượng mà mình có được. Nhìn trông rất là hay ho và hấp dẫn mà lem á. Mình có nói là ở dưới đây có những cây ăn thịt, mà là ăn thịt côn trùng mới đúng. Cũng quăng thịt cho nó ăn các kiểu rồi đó, nhưng mà không có được. Cây này để trang trí thôi, chứ nó không phải là con mod. Đây là chi Ceratops, còn gọi là khủng long ba sừng. Là một chi khủng long ăn cỏ. Lúc nhỏ tôi hay gọi con khủng long này là khủng long tê giác, tại vì nó có sừng y chang con tê giác luôn. Là khủng long ăn cỏ nên con này nó rất thân thiện. Do là phải kiểm tra xem nó rớt ra được gì cho mình, nên mình đành phải tuyệt chủng nó. Và bốn khối thịt là thứ nó rớt ra. Mình có thể nướng nung nấu lên cho nó chín. Và từ thịt chín có thể làm ra súp khủng long, thịt bằm khủng long. Trời ơi nó ngon quá trời ngon, mời bạn ăn nha. Săn đến con thứ hai thì nó rớt ra da, với kết hợp với vài thứ nữa để chế ra được một bộ giáp người tiền sử đó mấy ông. Nên chiến này bọn nó tuyệt chủng là cái chắc rồi. Đây là Relicirus, một loài khủng long ăn cỏ thuộc họ chim siêu to khổng lồ. Đây là một con khủng long rất năng động khi nó chỉ thích đốn ngã những cái cây cao hơn nó. Và mình để ý là mình thấy nó rất thích ăn mấy cái lá trên những cái nhành cây cổ đại. Mình cũng định tuyệt chủng nó luôn đó, nhưng mà nhìn nó to cao quá mình cũng hơi ghén nên mình né. Trời ơi, một con ếch vàng nè mấy ông. Ông thần ông cố ông nội có các loài ếch. Ở gần chỗ đó mình tìm được một cái kiến trúc đầy xương và một bầy Velociraptor. Đi tới đi lui nhìn kỹ qua nhìn kỹ lại thì mình cũng chẳng biết nó là công trình gì nữa. Toàn là xương với xương, bên trong thì toàn dấu tích khủng long chứ cũng chẳng có gì nữa. Mấy công trình trong đây nhìn nó cổ lỗ sĩ vậy. Quên mất, nó là công trình thời tiền sử mà. Quay lại với con khủng long chim siêu to khổng lồ, mình dùng cung, mình bắn nó trước thì mình thấy nó trâu vãi ra. Hai mũi tên sức mạnh 5 mà nó vẫn chưa đi. Mình vỗ thêm vài kiếm nữa thì nó cũng chịu tuyệt chủng. Con này nó cũng gớt ra thịt, lông và xương khổng lồ để chế tạo được vài thứ xịn sò. Rồi mình dùng thịt của con Sam hay là con tôm cổ đại gì đó để mà cho con thằng làng sắm nó ăn. Hên là con này nó không ham ăn, nó ăn một miếng là nó ok luôn. Cái con này nó là phương tiện di chuyển trên trời cực kỳ cổ lỗ sĩ của người tiền sử đó mấy ông. Phương tiện này không dành cho người sợ độ cao và có nguy cơ té đau chuyển sinh bất cứ lúc nào. Lúc đầu mình nhìn mình cứ tưởng nó nắm đầu mình nó lôi đi không chứ. Nhưng không phải đâu mấy ông, nó nắm hai cái vai mới đúng. Nó có để sẵn luôn các phím khi mà mình mới nhấp vô cửa nó nữa nè. Mod gì đâu mà tinh tế hết sức, 10 điểm, không nói nhiều. Nó còn có thể bay hạ xuống, bay cao lên. Đang bay trên cao mấy ông đừng có bấm nút lùn xuống nha, đi gặp ông bà đó. Đây là cái thanh thể lực của nó, phải cho nó hở xong rồi nó mới bay lên tiếp được. Lúc mà mình không cưỡi nó nữa mà mình buông nó ra, mình không nhấp kịp vào người nó để cho nó ngồi xuống nữa thì nó xin chào và đéo gặp lại nữa. Ok, đã đến lúc review time. Đi ở trong hang động này, lâu lâu chúng ta sẽ bắt gặp được một cảnh tượng bọn khủng long nó choảng nhau. Nguyên bầy Velociraptor đi săn một con Ceratops mà không xong. Bị nó cũng nó quật lên bờ xuống ruộng luôn mà. Nó săn không được thì tới mình. Sao mà đỡ được. Sau đó mình đi tìm những loài cây có tên là Fiddlehead. Cây đó kiểu xanh xanh nó cuộn cuộn lại á. Nó vậy thôi chứ tôi cũng không biết miêu tả là sao nữa. Mấy ông nhìn xem đi. Khi đã tìm đủ nguyên liệu, mình gom lại một rương su cơ để chế tạo review luôn cho dễ. Đầu tiên là dùng xương to với hai cây dừa để chế ra một cây gậy nguyên thủy, có khả năng đập bể đầu làm choáng những con quái.
và dùng những nguyên liệu thu thập được như là da, xương, khối xương để chế ra nguyên set đồ nguyên thủy. Chào mọi người, tôi là Du Nguyên Thủy Cổ Lỗ Sĩ. Hôm nay tôi sẽ review bộ đồ trên người tôi đang mặc cho mấy ông xem. Nón khủng long bao khỏe, bao chắc, được làm từ xương của khủng long. Quần thì hơi bó sát, mặt nó hơi nực xíu. Áo thì 100% cotton co giãn hai chiều, hình nên sắc đẹp dạng cái là gách. Giờ chúng ta sẽ hóa thành người nguyên thủy và dùng những công cụ trên tay có sẵn để đi săn. Get go! À mà mình chưa nói đến cây gậy nguyên thủy này có khả năng làm cho những sinh vật bị gõ đầu, tán cái là xuyển nhuyễn liền. Tiếp đến là mình chế tạo ra những món ăn như là một tô salad thanh thản, một tô thịt khủng long hầm và còn thiếu một cây sao nữa để chế ra món sam hầm, nên mình phải quay ra ngoài để mà kiếm thêm. Và cái con Velociraptor này là con đầu tiên bị mình rõ đầu cho cái bóc. Nó xiển nhuyễn xem nó tội cho kìa. Loại cây sao mình có thể tìm kiếm được trên những tán lá cây cổ đại, nên cũng không có khó kiếm gì. À mà khó hơn chút là phải leo cao thôi. Tôi là phải chứng kiến khủng long nó tuyệt chủng nữa rồi mấy ông. Lần này là một con T-Rex phan con Ceratops. Kết quả thì ai cũng biết trước hết rồi. Bạo chúa nó thắng mà. Nó phan xong con kia rồi, giờ thì tới mình. Nó đứng dưới nó đợi tôi luôn mà. Gớt xuống cái là gớt vô họng nó luôn. Nói cho vui thôi chứ mự đời nhà nó bắt được tôi. Combo Illecha hủy diệt trên người thế mà chết là dở rồi. Khi mình đã hái đủ cây sao là đã đủ nguyên liệu làm. Và mình làm rất nhiều súp salad thanh thản. Vì súp này có thể hùng phục được con T-Rex. Việc này nó nguy hiểm cực khi mình phải đối mặt với nó. Rồi mình dùng cái cây gậy này, mình vả đầu nó cho nó choáng. Rồi mình cho nó ăn súp. Mình cứ làm như vậy cho đến khi nó biến thành một con cún. Trong lúc hồi phục nó có bị nó cắn vài cái nên mình liền bổ sung súp sam vào để tăng máu liền và nhận thêm được hiệu ứng đào nhanh. Cho hiệu ứng đào nhanh để tôi đào qua khủng long này chứ gì vậy trời, đùa tôi chắc. Đúng là không đọc hướng dẫn sử dụng chứ khi dùng nó làm vậy đó mấy ông. Và đến tô súp thanh thản thứ tư thì Tyrant King đã bị mình hồi phục. Giờ tôi có thể cưỡi nó đi rồi nè mấy ông, đi đụng đụng mà động luôn cả đất á. Nó cạo hai phát là lụm luôn cả hàng lằn sấm. Đúng là có cái hàm răng to khỏe nó lợi thật sự mấy ông ạ. À. Cạo thoải mái, nó ăn cả thế giới luôn. Đấm hết chả ngán bố con thằng nào nữa. Mình định lấy tô thịt hầm khủng long ra ăn để coi nó bốc hiệu ứng gì cho người, thì lỡ tay vứt luôn vào mồm con T-Rex. Thế là nó điên, nó nổi nóng lên, hiệu ứng màu đỏ lan tỏ khắp người nó. Tôi nghĩ là đang bật chế độ đồ sát rồi đó. Tôi để ý là khi nó phan được một con khủng long nào to thì nó sẽ gầm hét lên để thể hiện sự bảo chúa ta đây là nhất. Tụi bay đéo có tuổi. Con này nó cũng có thanh thể lực để mà gào thét. Mỗi khi mà cái thanh nộ này đầy, mình bấm một phát là nó gầm hét lên, khiến tất cả các con mốt xung quanh sợ sút cả hồn, chảy mất cả dép liền. Mình thấy hiệu ứng hình ảnh âm thanh của con T-Rex này được làm chỉnh chu quá mất luôn á. Mấy ông nhìn đi, đi ngang mặt nó chuyển động luôn á. Cái mốt nó đỉnh cao kìa trời. Rồi mình đi hùng phục thêm một con T-Rex nữa để mà cho tụi này ý ẻ với nhau. Và cái thịt khói khủng long là thứ cho tụi nó ăn. Và thế là chúng ta đã có một quả trứng T-Rex mà không biết mất bao lâu nó mới nở nữa. Đối với loài khủng long ăn cỏ, để mà cho nó ý ẻ với nhau thì mình cần phải dùng đến lá cây sao. Mỗi con một lá là đã nên vợ nên chồng, mặc dù không biết con nào được nào cái nè. Đối với bọn Velociraptor này thì mình cần phải cho bọn này nó ăn thịt bầm từ cái khối thịt làm ra. Mình quăng thịt ra là hai cái tay nó chộp lấy liền. Ăn xong thì nó sẽ lăn ra ngủ. Mình nhanh chóng mình nhét súp salad thanh thản vào mồm nó liền thì đã là ok la. Cũng y như cũ là dùng thịt băm cho nó ăn để mà nó đẻ ra một lần 3 quả trứng. Ồ, 3 quả trứng sao? Tu 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 tu. Phi vũ múc con sam hoàn thành. Tóm lại là mấy con nào mình thuộc phục đó rồi là mình có thể ra lệnh cho nó ngồi tại chỗ, đi heo hoặc là đi lòng vòng. Và còn một điều nữa là mình cần phải làm trước khi rời khỏi cái hang nguyên thủy này, đó là biến tụi khủng long trở về hình dạng nguyên thủy của nó bằng cái hổ phách kỳ lạ. Có vài con để hình dạng ban đầu nó đẹp hơn á. Cái con Velociraptor này nó về hình dạng nguyên thủy nó tục vãi thật chứ. Sao mà nó xấu dữ vậy nè. Mình cũng thử luôn lên con ếch vàng nhưng mà nó không biến đổi.
Thế là mình cho nó biến luôn. Hình dạng nguyên thủy của con T-Rex này nó hơi bị đáng sợ luôn á mấy ông. Màu nâu mắt đỏ, gồng phát nữa để thể hiện sự ta đây liền. Mấy ông muốn trang trí tường kiểu này thì chỉ cần nung ra hang rổ và chét lên. Và tự nhiên làm tôi liên tưởng đến cái hình này á. Tôi xem được mấy ông cũng phải xem. Tàn tích truyền đời đời của nhân loại cũng chỉ là bộ bãi. Và rồi mình nhờ anh bạn Theranodon nguyên thủy này gấp bay đi để khám phá và nhìn lại vùng đất hoang dã một lần cuối trước khi mình đi đến vùng hang động mới. Quay lên trên, mình chuẩn bị sắp xếp chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, từ trang bị cho đến thức ăn. Còn mình bêm thêm vài con Phantom để kiếm da sửa chữa cánh cứng. Tìm và bêm thêm Ripper để mà kiếm thêm hút súng chế tạo pháo hoa. Mình thấy những cái bản đồ này nó cứ lót hoài. Đã biết bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà nó vẫn không dò được cái hang cho mình. Đúng là cái đồ ăn hại, vứt là vừa. Và cho đến khi trời sập tối thì mình cũng đã dò xong những cái mới để thay thế những cái bị lỗi. Hang độc hại là cái hang thứ hai mình đi đến. Và điều bất ngờ nữa là cái hang này nó nằm ngay chân thành phố cổ của thằng mù luôn. Khi bước vào vùng này, góc nhìn của mình đã trở nên xanh lá hay màu phóng xạ để cảnh báo cho mình biết là mình đang ở trong vùng nguy hiểm. Rồi mình bị một cái con gì đó tấn công từ xa bằng cái lưỡi của nó. Ừ đúng là cái lưỡi của nó đó, nó đánh xa dữ vậy. Mình còn bị dính luôn cả phóng xạ, nhưng may là nó chỉ có vài chục giây. Mình bắt đầu tiếp cận từ trên xuống để dễ dàng khám phá hơn. Thì mình thấy được những quặng uranium nó có công dụng làm khối và vài thứ khác thì mình sẽ kể sau. Và mình thấy trên công thức chế tạo nó có cần bình thủy tinh để một cái chất gì đó, nên mình bay ra ngoài biển bới luôn một mớ cát liền. Khi mình bị nhiễm phóng xạ, mình cảm thấy là mình mau đói hơn. Mình ăn rất nhiều, mình ốc thịt liên tục luôn nhưng mà vẫn cảm thấy đói. Mà khi bị nhiễm phóng xạ, mình không được hồi máu nữa. Nó thật là vãi. Rồi mình được một con bọ chạy siêu nhanh ra chào đón. Nhìn nó dơ quá nên mình tán nó luôn. Và nó rớt ra một cái bãi chất nhầy thật là ghê gớm ghiếc quá đi. Mà không hiểu sao dưới này có những con mèo đen bị nhiễm phóng xạ nữa nè. Và gần chỗ con mèo đó mình thấy luôn có một bãi đá màu vàng. Đào nó thì ra được cái bụi lưu huỳnh. Mình thấy được cái bụi lưu huỳnh này dùng để chế tạo với thức ăn. Ăn vào mới được hồi máu ở cái vùng này. Những con bọ siêu nhanh này nó mất dạy cực khi mà tuyệt chiêu cuối cùng của nó là chở một con quái lại gần mình. Nó như là một người shipper, ship gì không ship nó ship tai họa tới cho mình. Nó ship luôn quả bom nguyên tử di động lại gần nữa nè, trời ơi. Thôi mình đứng kế bên con mèo nên con Ripper này nó không dám lại gần mình. Nó cũng y chang con Ripper kia mà thôi. Có một điểm chung là sợ mèo. Một hồi tôi sẽ cho mấy ông xem sức mạnh công phá của một con Ripper nguyên tử nó là như nào. Rồi mình dùng cung bắn nó. Nó rớt ra lỗi phân hạch có thể kết hợp chế tạo được nhiều thứ. Đặc biệt hơn nữa là chế tạo ra được bom nguyên tử. Dưới chỗ này là thành phố cổ nên mình cũng tranh thủ đi lượm vài cái rương và kiếm được xương xương một quả táo vàng, thuốc hồi phục. Không hiểu sao mà tụi cá mắt lòi này nó lại phơi khô ở ngoài này. Mình cũng đang định đi tìm nó nhưng mà không cần nữa rồi. Tụi cá này mình có thể nướng nó lên ăn, hoặc là mình cho con mèo phóng xạ ăn. Rồi mình lại bị những con não to tấn công từ xa bằng cái lưỡi của nó. Con đầu dùng của mình bắn nó thì mình chẳng thấy nó gớt ra gì. Dùng kiếm bêm được con thứ hai thì nó gớt ra quá trời đồ. Được một hùng axit, vài cục tàn dư và bốn hộp sữa đậu nành, khi uống vào nó sẽ giúp mình tăng máu và tăng thức ăn. Mình cũng thử lấy xô múc hóa chất và bút luôn con cá hồi lồi để xem được không. Thì ai ngờ được luôn nè. Thế là mình đã có bạn đồng hành cùng. Lúc đi trong thành phố cổ tìm rương thì mình tìm thấy một kiến trúc kỳ lạ. Tiến lại gần rồi mình đào vào trong thì thấy nó như là một công trình chứa chất thải độc hại. Và trong đây mình có thấy luôn một cái ống phun hơi nổi đầy bong bóng. Mình xem trên hướng dẫn là dùng cái bình thủy tinh múc vào cái ống thì được ngay một bình chứa chất hóa học. Tranh thủ múc thật nhiều để dành chế tạo. Sau 5-6 cây rương thì mình cũng đã tìm được cuốn con gán ba, ép vào luôn cái quần cho nó hot đó. Bên trên cái chỗ này nó là một cái hồ nước nóng dành cho những con người da trâu da bò mới ngâm được. Chứ da tôi là hù rồi, ngâm xong chỉ toàn thấy xương mà thôi. Mà cái này không phải là gọi là nước nữa, gọi là axit mới đúng. Chạm vào không có chết liền đâu, chỉ mất máu và bị nhiễm phóng xạ thôi. Trên đây có mấy cái thùng hóa chất nữa. Nếu mà mình lấy mấy cái thùng hóa chất mình quăng vào nước thì nó sẽ nổ. Quay lại với con mồm lèo, mình lấy cá hồi lòi cho nó ăn và hùng phục được nó. Và mình nhận ra một điều nữa là mấy con mèo này nó không hề vô dụng như mình nghĩ. Nó có thể quét hút phóng xạ ra khỏi người mình. Nó khó chịu một cái là khi mình nhiễm phóng xạ là mình ăn không bao giờ no được, mà cũng không hồi máu được nữa. Nên mình phải dựa dẫm vào bé mèo này trong suốt quá trình đi dưới đây. Mình dẫn bé mèo này đi theo là tụi năm nổ siêu cấp nó không ghé ngang với mình liền.
Và mình cũng chứng kiến là Salmon Reaper hạt nhân này nó phát nổ sẽ mạnh đến mức nào. Thì đây là độ phát nổ khủng khiếp của nó. Lúc đầu mình cầm cái bật lửa, mình lại gần mình kích nổ vào nó. Nhưng mà nó không phải như mấy con Reaper bình thường, mà nó sẽ tự động phát còi, báo tín hiệu rồi từ từ phát nổ. Và âm thanh từ từ thưa đi. Một vụ nổ long trời lở đất đã được nó tạo ra. Và những con quái gần nó sẽ đi bán mối. Những con ở xa hơn chút thì chỉ bị nhiễm phóng xạ xanh lè. Nếu mà mấy con nhiễm phóng xạ xanh lè này bị nó chạm vào người thì mình cũng sẽ bị nhiễm theo. Nhưng mà không sao, mình đã có bé mèo siêu cấp VIP rồi đi heo rồi. Khi mình đã tìm và gom hết những vật phẩm ở hang độc hại này, mình quay lại với công việc chế tạo và review sản phẩm. Review vật phẩm. Đầu tiên là dùng bê tông cứng chế ra gạch. Gạch này không phải như gạch kia, mà gạch này có thể chọi lỗ đầu mấy con quái. Đó là vũ khí tối thượng của một người phu hô. Và chế ra những món ăn độc lạ có thể giúp bạn sinh tồn khi khám phá dưới hang độc hại này, như là một cái bánh được chế bằng đường với lưu huỳnh, thịt heo tẩm lưu huỳnh, ăn thì được bóp hiệu ứng sức mạnh, tăng máu đồ. Và còn một điều nữa là khi lượm để những món đồ này trong túi, mình cũng sẽ bị nhiễm phóng xạ. Chỉ cần mình bỏ nó ra khỏi người là được. Tiếp đến là chế tạo tấm polymer để mà chế ra máy điều khiển. Full set đồ phòng chống lây nhiễm. Mặc full set này rồi thì mấy ông khỏi lo gì về mấy cái phóng xạ nữa. Chỉ lo là tụi quái nó đập mình thôi. Giáp này nó phòng thủ không được cao cho lắm. Rồi mình chế thêm vài thanh uranium, một cây súng và lại thiếu nguyên liệu. Đây rồi, bom hạt nhân. Mà ở trong này có một cái lò nung bằng hạt nhân nữa. Chế thì cũng dễ, nhưng mà mình cần phải đi săn tụi nấu to để mà kiếm thêm tàn dư. Mình chuẩn bị bước ra ngoài thì tụi cá mắc lội lại chê ngu lấy tiếng. Nó nằm phơi khô cả đống ngoài này nè. Nó đếm sương sương thì có vài chục con à. Chơi ngu hết không biết. Trong lúc đi săn, mình có dùng những cái súng bắn bằng năng lượng uranium, là loại năng lượng khối hóa, đam gây ra không được bao nhiêu, nhưng được cái là bắn liên tục, cứ dồn đam kiểu này hoài là mấy con quái nó cũng không chịu nổi đâu. Và khi hết năng lượng nó sẽ tự động nạp vào luôn nếu mà mình có hanh năng lượng này. Lò hạt nhân này nó nung rất nhanh, nhưng nếu mà mình để đầy chất thải bên trong nó mà không xả nó ra thì nó sẽ tự động phát nổ vì quá tải. Nói chung nó là một cái lò có lợi và có hại. Lợi là nung rất nhanh, hại là có khi nó phát nổ một cái là đi hết. Và đó là tất cả những món đồ mà mình đã review cho các bạn xem ở trong khu vực hang độc hại. Và còn một thứ nữa mình cần phải làm trước khi rời khỏi cái hang này. Đó là dùng bom nguyên tử khóa hết cái chỗ này. Để cho an toàn hơn là mình dùng cái điều khiển kích hoạt vào bom để kích hoạt nó từ xa. Âm thanh lại nổi lên là biết thảm họa đang sắp tới. Và hành trình bay lượn trên trời của Dương Nghi Hình lại bắt đầu. Bay đến nỗi mà map nó lót không kịp luôn mà.
Cái này đó là cái hang thứ ba mình đi đến, và hang này là hang động Từ Tính. Khi đào sâu xuống, mình đã nhìn thấy một loại đá có màu lạ. Xuống chút nữa, mình gặp một loại đá như có năng lượng xanh bao xung quanh, có luôn màu đỏ và cả màu trắng. Mình thấy trên công thức chế tạo cái màu trắng, mình thấy nó có thể chế ra được bóng đèn Tesla. What the hell? Tesla à? Càng đào sâu xuống nữa, mình nhìn thấy có thêm nhiều loại khối mới như là metal, xenon. Rồi mình đào tìm thấy một cái hang và bị một con gì đó tấn công. Con này có khả năng bay và dùng lực hút 500 để điều khiển cây cuốc tấn công mình. Một loại quái rất mới và rất là lạ. Nó đi rồi, nó để lại cho mình cái telecord là nguyên liệu chính để chế ra rất nhiều thứ khá là xịn sò của cái hang động Từ Tính này. Tiến vào trong, mình đào được những cục neodymium đỏ sẫm và neodymium xanh tươi. Khi mình mang ủng sắt vào, mình có thể di chuyển trên meridium đỏ sẫm vì nó là lực hút, còn cái neodymium xanh tươi là lực đẩy. Mấy ông mà hay chơi 500 là biết liền à. Lúc trước trong lớp tôi đi học, tôi thường thấy có 500 ở trên bảng lắm. Tôi thường hay lấy chơi nữa. Mỗi lần mà cục 500 mất là cả lớp dí tôi, vì đó là tiền của chung mà. Đi lên bên trên, mình mới gặp một cái cột điện, móc cung ra bắn luôn và nó phát đổ cái đùng. Và mình phát hiện ra một cái nữa là những món đồ sắt khi mà mình cầm hoặc là mình quăng ra mà gần cái cục neodymium đỏ sẫm thì nó sẽ hút lại liền, bất kể là cái khiên hay cái xô. Tóm lại là làm bằng sắt là nó hút hết, nhưng mà lạ một cái là cái xô mình múc nước rồi nó không bị hút nha. lỗi. Rồi mình tiến vào hang chính, mình đối mặt với rất nhiều con mót độc lạ, và trong này cũng có những con chất nhầy tựa như là slime mà nó màu đen, còn biết di chuyển trên không nữa. Nó cũng gớt cả bóng nhờn như là slime nữa nè, như một con điều khiển máy ép di động, ép xẹp lép mình. Nguy hiểm hơn là những con điều khiển kiếm, khi đao nó gây ra hơi bị đau. Bên trong này mình có tìm thấy được một cái kiến trúc, mà nhìn kỹ lại thì thấy nó cũng không hẳn là một kiến trúc, nó là một cái cỗ máy mới đúng. Nó có những cục 500 đỏ lẫn cá xanh. Mình cũng gom hết vào túi để xem nó làm được cái gì cho mình. Và mình đã gặp và đối mặt với nó, một con mót được cho là nguy hiểm nhất trong cái hang Từ Tính này. Nhìn thì thấy nó cũng bình thường, nhưng khi lại gần tiếp cận nó sẽ hút tất cả khói xung quanh vào người nó để tạo ra một hình dạng ngầu lòi như là một con golem. Bắn cung hoài thì mình thấy nó cũng không được phe lay cho lắm, nên mình đào khói giúp nó hót ra khỏi chỗ đó và giao chiến đánh nhau với nó như một người đàn ông thật thụ. Và sau khi tiêu diệt được nó, cái đống nát bét trên người nó là cái thứ để lại cho mình để mình cân ký, mình bán dễ chai. Con mod tiếp theo mình nhìn thấy là những cái máy bay nhỏ nó quét mình. Mình không biết nó quét để làm gì nữa nên mình cũng cho nó quét luôn. Nó quét xong rồi nó bỏ đi chỗ khác nên mình cũng lén lút đi theo sau. Thì phát hiện nó quét để xúi người tới đánh mình. Ui là trời, thằng quỷ nhỏ. Mình thấy cái cột điện cũng lạ nên mình cũng lại gần xem thử. Và nó bụp cho một phát, xém tí nữa là... Lại quay lại với việc chế tạo những phôi neodymium đỏ, xanh, và chế ra một loại mũi tên từ phôi đỏ có khả năng bắn không chuột phát nào. Cho dù bạn lia lệch mục tiêu, nó bắn vẫn dính. Nó rất là OP khi mà combat luôn. Đây là răng tay Hanos nè. Đùa. Khi đeo cái găng tay này bên tay trái và cầm vũ khí này bên tay phải, mình có thể điều khiển công cụ nó từ xa như bọn quái kia. Xu thật là nó chỉ tác dụng với công cụ sắt mà thôi, nên thật là khoai. Nó mà điều khiển được kim cương là hơi bị ngon luôn á. Nó có thể dùng cuốc đầu đá từ xa nè, dùng rìu chặt cây nữa, và búng tay cái là xóa hết phần nửa nhân loại. Đối với cái khiên này thì nó có thể đỡ và tạo ra điện giật cà giật xung quanh. Mình chỉ thấy nó gây đam được những con tiếp cận thôi, còn mấy con tầm xa thì chịu. Đến cái máy ba chiều này là mình cần chế ra một con dấu rồi đi đánh dấu những con mod mà mình muốn đặt vào cái máy chiếu đó. Và thế là chúng ta đã có một cái máy trang trí siêu đẹp. Ông nào mà hay xem Star Wars chiến tranh giữa các vì sao hay là phim vũ trụ là sẽ thường bắt gặp cái máy chiếu này à. Nó quá phổ biến luôn á. Giờ nó bu tới Minecraft luôn rồi nè. Còn một món nữa cũng khá là hay, đó là đường ray lực đẩy xanh. Và mình để xe mỏ
nó chạy vào, thế là nó đẩy lên. Nếu mà nó đang có vận tốc thì nó sẽ đẩy đi luôn, mà nó không có vận tốc thì nó sẽ bị lơ lửng, nhìn được vờ lờ. Còn với cái khói này, mình sẽ cho các bạn xem công dụng của nó sau. Vì cái khói này một khi đặt xuống rồi là không thể phá lấy lại được, phá một cái là nó hư, nó biến mất tiêu luôn. Tiến đến tấm bản đồ thứ tư thì nó không phải là hang nữa, mà là một khu vực biển sâu thẳm. Bay cho đến khi trời sập tối hù, mình đã tiến vào khu vực của bản đồ và thấy nó sâu vã linh hồn. Để có thể tiếp cận sâu xuống dưới đáy đó thì mình cần phải có hai loại thuốc, đó là thuốc thở dưới nước với thuốc nhìn trong bóng đêm. Thuốc thở dưới nước thì mình cần phải có canốc. Và tự nhiên ông nội thương nhân tự đâu trên trời rơi xuống trao đổi luôn cái thứ mình cần. Xu quá khi mà mình không vào Ngọc Lục Bảo, đổi được một xô là quá rồi. Mà may hơn nữa khi mà mình câu mới một phát luôn được con canốc. Thằng may mắn ghé chơi. Pha chế dự trữ đủ thuốc nên mình bắt đầu lặn xuống. Và thấy trên những khối đá có rất nhiều bãi sò hay là bãi chai bám trên đó. Khi phá ra thì nó rớt ra con hoặc là nó rớt ra ngọc chai. Tận sâu dưới này mình nhìn thấy những cá thể sinh vật rất đặc biệt. Hình dạng của nó đã biến đổi để mà có thể thích hợp với môi trường ở dưới này. Như là con lợn biển với cái màu da trong suốt của nó để thích nghi với môi trường này. Thịt của nó có thể làm được sushi nè. Và cá ở dưới đây sống theo bầy đàn rất đông. Con cá này nó cũng làm sushi. Và được một cái đặc biệt hơn nữa là làm thuốc. Thuốc này nó giúp mình nhìn rõ hơn khi ở dưới vùng sâu thẳm này. Cái thứ này là cái thứ gì đây? Nhói lên rồi lặn xuống. Nhưng trong buồn cười vậy. Nó giống như mấy con sò, mấy con ngốc gì đó. Nó lêu mình hả? Trong lúc mình đang săn cá thì bị một con người cá tấn công. Nó cứ dí, nó cứ bám đuôi theo mình suốt. Nên mình ghé vào một kiến trúc nằm kế bên để trốn tránh nó tạm thời. Ở trong này mình chỉ còn thấy là san hô chết với bọt biển, chứ ngoài ra chả có gì nữa, không có rương gì hết. Bơi lại ra ngoài thì vẫn thấy nó dí. Nó dí cho tới trên bờ luôn, nó vẫn dí. Nó thù dai mày thù dữ vậy mới đánh có một cái hả vậy đó. Rồi mình tìm hiểu được là dùng cái bàn này và đặt ngọc chai trên đó là mình có thể trao đổi đồ với tụi người cá này. Nhưng mà trong cái lúc chơi mình vẫn chưa biết. Thế nên là mình bế nó đi luôn. Rồi mình dùng con cá đen đó để chế ra loại thuốc nhìn rõ hơn khi ở dưới đáy vực. Đào thêm một ít đất sét để làm một việc. Đúng là khi uống cái loại thuốc này vào là tầm nhìn của mình được xa hơn và rộng hơn nữa. Cái đất sét mà mình nói tới đó là mình cho tụi lợn biển này ăn để mà nó ói ra cái bãi xanh xanh. Công dụng của cái bãi xanh xanh này nó như là cái bột xương vậy, mà là bột xương dành cho những loại cây dưới nước. Mình có thể hồi sinh những loại san hô đã chết hoặc là nhân đôi số lượng nó. Tự nhiên tôi thấy Minecraft Vanilla nên cần cái thứ này á. Trong lúc bị tụi người cá dí, mình cũng tranh thủ đặt bàn ra để ngọc chai lên trao đổi với bọn đó. Thì cũng được vài con nó trao đổi cho. Nhưng mà nó cho mình toàn cái thứ gì không à. Rồi mình bị một con sinh vật mới tấn công. Đó là một con sứa. Nó dùng sức mạnh thủy thần nó tấn công mình. Nên mình đành phải chạy thật nhanh lên bờ. Nó dí mình lên tới trên bờ luôn. Mấy cái con sinh vật biển này nó chiến dữ vậy sao. Khi mọi chuyện đã ổn, mình lại lặn xuống tiếp và tìm thấy được những công trình dưới đáy biển. Rồi mình lại bị tụi người cá nó dí cho sắp mặt. Mình bơi chạy trốn đến một nơi có rất nhiều bơm treo xung quanh. Hùng đồ trong này nó có chứa luôn áo mũ thợ lặn với một vật phẩm biểu tượng có tên là Game Controller. Mình phải cẩn thận với những quả bơm này vì sức công phá của nó rất ghê gớm. Thì nó cũng gớt ra những cái lỗi bơm và mình dùng lỗi bơm đó để chọi như một quả bơm phát nổ được luôn dưới nước. Đây là hậu quả khi tôi đi xuống dưới nè. Nó bèn muốn nát hết bộ giáp. Sửa lại phát là hết bạ kinh nghiệm đó luôn rồi. Sau đó thì mình suy nghĩ ra một cách, đó là dụ tụi người cá lên bờ để mà dễ dàng trao đổi hơn. Chứ ở dưới nước một hồi là nó đánh ba má nhìn không ra. Và trong lúc đó mình có chế ra một cái phao sứa. Và khi gặp trong tình huống khẩn cấp, mình sẽ dùng đến nó. Nó sẽ đưa mình một phát nhoi lên trên bờ. Dưới này nó cũng sẽ có những cái chạm chứa tàu lặn. Khi đi vào trong này, mình chỉ cần vặn cái van là nước sẽ tự động rút hết ra ngoài. Mấy cái tàu lặn cũ kỹ thì mình dùng rìu sắt để mà làm nó mới lại. Nếu mà nó hư thì mình dùng đồng sửa lại. Còn nếu mà nó hư, nó thành bánh dụng da chai rồi thì bỏ. Tóm lại nó là cái cục đồng di động đó. Muốn đưa tàu ra bên ngoài là mình phải phá hết mấy cái phiến này để mà nó tự rớt xuống, chứ không có máy móc gì đâu. Tàu lặn này nó di chuyển nhanh khỏi nói, mà nó còn bật tắt được đèn nữa, cũng xịn phết. Và sau khi đi khám phá 2-3 cái chạm, mình cũng đã tìm được full bộ đồ lặn. Thế là mình chỉ mục tiêu đi săn hỉ quái Hurricane. Sau vài phút di chuyển bằng tàu, mình cũng đã nhìn thấy nó. Do là hai con quá gần nên mình phải tách nó ra và bắt lẻ một con. Và đây là cái điều ngu nhất từ trước đến giờ mà mình chơi. Cứ tưởng là nó dễ xơi, ai ngờ nó xơi mình dễ hơn. Nó cạp cú nào cú nấy, giáp kim cương bảo vệ 4 cũng khóc hét. Lúc đó mình không nhanh tay là có khi xong đời rồi.
Mình cũng định liều chết với nó, nhưng mà chẳng còn hút để chơi nên thôi, rút lui, quay về nhà là thượng sách. Khi quay về, mình thấy hai con người cá mình đã bắt được, nó đã chịu trao đổi với mình. Và để ý là khi nó không thấy mình, nó mới chịu trao đổi. Mình thử lại thêm nhiều lần như thế nữa, thì nó móc ra luôn Kalimba. Và đó là thứ mình cần để mà tiêu diệt con hỷ quái Hurricker. Chuyển tới chuyển lui lay quay một hồi, mình đã tìm được cái dòng mình cần, đó là xuyên vào da thịt năm. Lúc đi đào khoáng sản kiếm thêm kinh nghiệm quay về, thì nó cho mình luôn cây vũ khí vỏ ốc của nó. Cây này có thể đâm chọt và có thể lướt ở dưới mặt nước. Và khi mình phù phép cây phong lợn thì mình được luôn dòng lòng trung thành 3. Ý trời đã định sẵn rồi là mình phải tiêu diệt được con hỷ quái đó. Và mình vừa lặn xuống để đi kiếm thêm ngọc trai thì mình nhận ngay được thành tựu Already Now, có nghĩa là tất cả là bạn bây giờ. Nghe tôi dịch nó hơi tụ một chút. Là mình biết được khi trao đổi đến số mức trao đổi nó yêu cầu là mình đã trở thành đồng minh với bọn người cá này. Tức là bây giờ mình với tụi người cá đã là người một nhà. Nếu mà có mấy con quái khác nào như là con đuối nước này nó đánh vào mình thì tụi người cá nó sẽ bảo kê, nó đánh lại ngay, kể cả luôn con sứa hay múa lửa. Và khi đã là đồng minh, nó sẽ móc ra những món đồ xịn sò nhất của nó ra để trao đổi với mình. Như là cái vỏ sò lấp lánh chói lóa này, khi mà mình đứng gần nước mình thổi lên, mình sẽ triệu hồi ra được một đội quân người cá bảo vệ mình. Hoặc là mình có thể dùng cái tụi này trao đổi với nó tiếp. Ba loại người cá này mình thấy nó trao đổi đồ khác nhau, nhưng xịn nhất là cái con sứa. Nó trao đổi cho mình luôn cái cây quyền trượng biển cả, trưởng ra một loạt đạn nước bao ngầu. Và những món vũ khí đặc biệt ở vùng này mình không thể chế ra được, mình chỉ có thể trao đổi với bọn nó thôi. Mình đã khám phá 99% vật phẩm này rồi. 1% còn lại đó là tiêu diệt con hỷ quái Hurricker. Mình chỉ cần dùng cái quyền trượng này tạo nước trưởng nó. Với cây phóng lợn từ xa nữa là nó đi rồi, không cần phải dí sát lại gần nó. Mà thấy con này máu nó hơi bị trâu luôn á chứ đùa. Đúng là mình điên thật khi mà mình tiếp cận lại gần mình dùng kiếm mình chém nó. Phóng muốn gãy tay luôn mới chết được một con mà chẳng gớt ra gì. Khi mà Bem chết được con thứ hai thì nó đã ói ra cái động cơ để mà chế tạo tàu lặn. Nó chỉ có như vậy thôi đó mấy ông. Muốn chế tạo tàu lặn là mình cần đến 20 khối đồng. Nên mình cũng tranh thủ đang ở dưới này, mình cạo đồng rồi mình bới đi heo luôn, đỡ phải đi kiếm. Rồi mình lại phải nói lời chia tay với những anh bạn người cá này. Mặc dù gắn bó không được lâu, nhưng tụi bay cạp tao hơi bị nhiều. Nhưng mà không sao, tụi bay sống tốt là được rồi. Giờ thì phải lên đường đi đến cái hang cuối cùng rồi. Cái hang cuối cùng này nó hơi bị đáng sợ, với lại nó cũng nguy hiểm cực. Nơi đây là lãnh địa của những sinh vật bóng tối, và còn được gọi là hung lũng bỏ hoang. Khi tiến đến cái hang này, mình có thể thấy được cái khối này nó màu nâu, và có rất nhiều khói, có lỗ rất dị, nhìn mà muốn nổi hết cả da gà. Khi đi sâu vào trong hang, mình có bem được một con bướm có đôi cánh chấm mắt đỏ và nhận được hình tựu God Lamb là có đèn hả? Và nó gớt ra những cái bụi gì đó để mà dùng chế tạo đồ. Càng đi sâu vào trong nữa thì mình được bọn dơ siêu to khổng lồ đón tiếp với bọn chuột chuỗi mặc áo choàng đen như là một hội giáo kỳ dị. Và khi mình bem nó có thể đào xuống đất nó trốn và nó di chuyển đến một chỗ khác. Trong khu vực này mình có thấy những ngôi nhà, mà đi vào bên trong mình chỉ thấy toàn là đèn cầy, đầu xương. Nó như là một nơi để thờ chứ không phải là một nơi để ở. Nhìn nó rất là hoang sơ luôn á, bởi vì đúng với cái tên của nó là hung lũng bị bỏ hoang. Rồi mình tìm được trong cái thùng có rất nhiều món đồ mới lạ. Và khi mình leo lên đến nơi làm nghi thức của bọn chuột chuỗi kỳ dị, thì mình bị một sinh vật gì đó xâm chiếm, điều khiển cả tâm trí rồi tấn công mình.
mà mình chơi game này miết thì trông mỏi mắt phết. Mà mấy bạn xem video mình thì cũng chẳng thấy gì, nên mình nóc hút nhìn đêm vào luôn, nhìn cho nó gõ. Nhưng mà nó cũng mất tiêu luôn sự kinh dị luôn rồi. Ở đây mình có đối mặt với những con chuột đột biến có những chiếc răng to chà bá. Bọn này nó đào dưới đất di chuyển bất cứ đâu cũng được. Răng bọn này có thể chế được mũi tên rất độc lạ. Độc lạ chỗ nào thì một chút nữa các bạn sẽ biết. Mình cần nguyên liệu để chế ra bộ đồ xịn nhất ở khu vực hung lũng bỏ hoang này là mình cần phải dụ cái bọn dơi bay từ trên xuống và cho tụi chuột chuỗi kỳ dị bắt được con dơi rồi làm nghi thức biến đổi nó. Sau một lúc thì nó đã hóa thành chuỗi dơi. Khi mình đã gây đam rất nhiều lên nó thì nó chuyển đổi thành màu đen xì. Có thể miêu tả được đó là hình dạng tức giận hoặc là tiến hóa của nó khi mà nó còn ít máu. Và khi đã tiêu diệt được nó, nguyên chất bóng tối là thứ nó gớt ra cho mình để mà chế ra được những thứ mình cần. Nhưng mà để chế ra hết những thứ mình cần thì mình đếm đâu đó khoảng mười mấy cục mới đủ. Thế là mình vẫn áp dụng cái cách cũ là dụ lũ dơi xuống để mà cho tụi chuột chuỗi kỳ dị bắt được rồi làm nghi thức biến đổi. Giáp của mình đã hơi bị mốt khi mà bị con đầu nó tán bóp bóp, nên lần này hơi khó khăn khi mà xém mém bị nó táp chết. May mắn hơn nữa là trong lúc bêm xong con quỷ dơi thì mình bêm tiếp con chuột chuỗi kỳ dị. Nó rớt ra luôn cây dao hoang tàn cho mình. Đây là một loại vũ khí đặc biệt không thể nào chế tạo được trong hung lũng bỏ hoang. Chỉ có thể giết những con chuột chuỗi kỳ dị này mà nó rớt ra thôi. Hiệu ứng của cây dao hoang tàn này là mình chém ra một đòn, còn sẽ có một cây dao tự động tấn công thêm một đòn nữa. Đó là hiệu ứng của vũ khí đặc biệt này. Mình tiếp tục cắm nút xung quanh tạo ánh sáng để hô hút bọn bươm bướm. Vì bọn bươm bướm này nó sẽ hô hút khi mà có ánh sáng, để mà cho bọn chuột chuỗi bắt lại, để mà biến đổi tiếp. Khi mà nó bắt được con bươm bướm thì nó sẽ biến đổi ra cái con quỷ đầu tiên điều khiển tâm trí của mình lúc đầu mà mình đã gặp. Vì khi bêm cái con quỷ xà lơ này, nó gớt ra cái game để mà mình chế tạo đồ. Quay về mình dùng những nguyên liệu đã kiếm được để chế ngay lửa bóng tối, để mà chế ra áo tròn bóng tối, mũ bóng tối và cung bóng tối, một con mắt, một vật tổ chiếm hữu, một cái tượng thần bị bỏ rơi mà chỉ dùng để trang trí. Chế tạo thêm món súp hầm dây ăn vào thì sẽ được bóp hiệu ứng nhìn đêm. Nói về cái công dụng mũi tên làm từ răng con chuột là khi mình bắn ra nó sẽ đào cho đến chết, mà nhìn nó téo lắm mèo mà. Còn với bộ giáp bóng tối khi mình mặc vào, mình cần phải đợi cho nó hồi full thanh nộ, rồi mình bấm nút kích hoạt là đã có thể trở thành hung thần bóng đêm, di chuyển bay trên không siêu nhanh như chế độ sáng tạo. Nhưng xuông cái này nó chỉ có tác dụng được 10 giây thôi, trời ơi. Còn mình phải đợi nó hồi lại nữa thì mới dùng được tiếp. Cái bộ đồ này mình chỉ kích hoạt được khi mình ở trong bóng tối thôi, chứ mà ra ngoài trời có ánh sáng là nó vô tác dụng. Còn với cái vật tổ chiếm hữu này, khi mình cầm trên tay, mình đánh vào một sinh vật nào đó, rồi mình điều khiển nó tấn công bất cứ sinh vật nào mà mình muốn, và nó còn sống hay không là chuyện của nó. Còn cái con mắt holder này, mình chỉ cần cắm nó ở một chỗ mà mình muốn, rồi mình dùng cái game đã tiêu diệt được con quỷ bốn mắt, lít vào, thế là mình đã có thể quan sát nó ở từ xa bất cứ nơi đâu, như là một cái camera. Cuối cùng là cây cung bóng tối. Nó sẽ không bắn hẳn ra như những cây cung bình thường, mà nó sẽ bắn ra một loạt mũi tên từ trên trời xuống như là mưa tên. Nếu mà nó kết hợp với loại mũi tên chỉ định mục tiêu nữa là hết cả bài.
Hang tự tính còn một thứ nữa mình chưa cho các bạn xem, đó là cái máy đào. Với năng lượng vĩnh cửu của Tesla, nó sẽ hút phá lốc rồi nó hạ ra ngay sau máy. Nó không tốn nguyên liệu gì để hoạt động, chỉ là tốn thời gian đợi nó đào được một cái hố thôi. Để chế tạo ra được một chiếc tàu lặn là mình cần đến 20 khối đồng, 6 kính sâu với cái động cơ nhặt được từ con hủy quái Hullbreaker. Và đây là hang nguyên thủy, hang độc hại, hang từ tính và tiếp đến là khu vực sâu thẳm. Cuối cùng là thung lũng bỏ hoang, nơi mà mình có thể làm được bộ giáp ngầu nhất bản mod này. Và sau biết bao nhiêu ngày, mình cũng đã khám phá được 5 vùng hang động này và thu thập tất cả những món vật phẩm trong bản mod Alaska. Các bạn thích vùng hang động nào nhất và vì sao thích nó thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho mình. Hãy like và đăng ký vì nó miễn phí. Nó sẽ giúp cho mình có thêm thật nhiều động lực để có thể làm thêm nhiều cuộc hành trình chinh phục khám phá các bản mod. Còn bây giờ thì, let's go!